Tại Tri Tôn, phong trào dạy chữ Khmer trong chùa vào mỗi dịp hè được duy trì nhiều năm. Trong tổng số 37 chùa Khmer thuộc 9 xã thị trấn có đông đồng bào dân tộc thì có khoảng trên 70% tổ chức dạy chữ Khmer cho các em thiếu nhi. Thường các lớp học này dành cho học sinh từ bậc mẫu giáo tiểu học đến bậc trung học phổ thông. Ngoài ra còn có các lớp dạy chữ Pali và Kinh Phật cho các tăng sinh, con em Khmer muốn tu nghiệp sau này. Chùa Chopeang Chao ở xã An Tức là một trong những điểm tổ chức dạy chữ Khmer cho con em dân tộc với 4 lớp mỗi ngày. Mỗi lớp có từ 10 đến 30 em, phân theo trình độ từ lớp 1 đến lớp 4 và một lớp dành cho các tăng sinh. Học xong chương trình lớp 4 là các em có thể nói, viết, nghe, đọc được tiếng Khmer dễ dàng. Vì đang nghỉ hè nên em phụ giúp ba mẹ làm việc nhà xong thì vào chùa học chữ Khmer để em có thể đọc viết được ngôn ngữ chữ viết của dân tộc mình. Em thấy học chữ không khó, chỉ cần mình chăm chỉ là sẽ học tốt. Em rất thích nên ngày nào em cũng lên chùa để sư thầy dạy chữ ạ. Tuy mỗi điểm chùa nhưng thông thường mỗi lớp học kéo dài khoảng 2,5 tháng. Mỗi buổi học các em có khoảng 30 phút giải lao. Thời gian này, các sư cũng hướng dẫn một số trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc giúp các em vừa học vừa chơi. Chính vì thế, cứ đến hè là nhiều em nao nức để được học chữ và tìm hiểu phong tục tập quán, nét đẹp truyền thống của dân tộc mình. Mỗi năm khi nghỉ hè, em đều được ba mẹ cho lên chùa học chữ Khmer của dân tộc mình. Khi sư thầy dạy, em chăm chú lắng nghe, đọc và viết theo, em thấy cũng dễ học. Ở đây còn có nhiều bạn bè cùng học, cùng chơi trò chơi dân gian, nên em thấy rất vui. Các vị sư cho biết, các lớp học sẽ giúp các em có tình yêu tiếng Khmer, chung tay góp phần, gìn giữ, phát huy vốn văn hóa của dân tộc. Trong những bài giảng, các sư đều lồng ghép những bài học về đạo đức, sống theo kinh Phật, dạy các em cư xử, đúng mực, lễ phép, biết phân lời cha mẹ. Việc dạy và học chữ Khmer trong chùa đã có khá lâu. Giáo viên đứng lớp giảng dạy là các sư sãi cũng được tập huấn thông qua các lớp nghiệp vụ sư phạm nên thuận lợi trong việc giảng dạy. Ý thức được việc giữ gìn tiếng nói chữ viết truyền thống của dân tộc nên cha mẹ học sinh khuyến khích con em đến chùa học chữ rất đông. Không cần mất nhiều công vận động, những em khó khăn nhà chùa sẽ hỗ trợ tập viết. Lớp học chỉ kéo dài trong thời gian ngắn của những ngày hè nên không ảnh hưởng đến việc học chính, giúp các em biết được song ngữ, đọc được, viết được để giữ gìn tiếng nói, chữ viết truyền thống của dân tộc mình. Không chỉ rèn luyện kỹ năng đọc viết tiếng mẹ đẻ cho các em là con em đồng bào dân tộc Khmer, những lớp học đặc biệt như thế này còn góp phần giúp các em gìn giữ những phong tục tập quán truyền thống và văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình, đồng thời thêm không gian sinh hoạt lành mạnh, bổ ích trong những ngày hè.